Vâng, kính thưa quý vị khán giả theo dõi kênh YouTube Yến Sao Dùng Vàng. Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn quý vị sửa chữa một căn nhà Yến. Căn nhà Yến này là 3 tầng nhé. Nhưng mà cái sàn này nó hơi thấp tí này. Nó chỉ khoảng hơn 2 mét thôi. Nhưng mà không sao. Cái nhà Yến thì cái nhà hơn 2 mét thì mình lại xử lý khí ở cái dạng hơn 2 mét. Nhà 3 mét mấy thì mình lại xử lý ở cái góc độ ống khác và các độ loa khác. Và tùy theo vào cái tường và cái cấu trúc ngôi nhà đó để mình xử lý cái nhà Yến. Cụ thể hôm nay tôi xử lý cái nhà Yến này 300 m² với bốc độ là nam gió. Mà nam gió thì ở tỉnh Bình Phước thì thực sự ra nó ở Bình Phước thì nói chung là vùng chim thì cũng gọi là được, không đến nỗi lắm. Thế nhưng mà kỹ thuật ở Bình Phước ấy thì làm là phải chuẩn thì mới có chim. Còn nếu mà làm lèm mèm là không có chim, nó không giống như ở Long An, mộc hóa Long An và các tỉnh miền Tây. Đối với tỉnh miền Tây, các tỉnh miền Tây nói chung như An Giang, Cần Thơ cho đến Đồng Tháp, cho đến Vĩnh Long, cho đến Long An thì làm lèn mèn đấy, tức là làm vớ vẩn thì cũng có chim đấy, có chim nhưng không, nó đột phá không có đều đặn, hoặc là nó không ấy vì cái độ ẩm và nhiệt độ ở dưới vùng đó nó tương đối là tốt. Thế còn các cái tỉnh miền Đông Nam Bộ như là Vũng Tàu, Bình Thuận ấy, rồi là Bình Phước, rồi là Đồng Nai. Đồng Nai đặc biệt là cái vùng như là ví dụ như Xuân Lộc, Xuân Bắc, Long Khánh thì là cái vùng đấy là vùng rất khắc liệt về thời tiết, nó giáp Bình Thuận. Và cái lượng gió và lượng nóng nó cực lớn nên là xử lý lại phải khéo léo vào cái vùng đấy. Nếu mà làm không khéo là không có chim, mà lấy có khéo chăng nữa cũng rất chậm chim. Nên là khuyên kỹ thuật anh em làm ở cái vùng đó, và tôi thực sự ra làm vùng đó tôi cũng nhận là rất chậm chim. Nhưng mà không sao, nếu mà kiên trì, nếu mà đúng bài bản thì trì âm và kiên trì chờ đợi thì vẫn có chim, vẫn đạt được cái chỉ số khoảng 70 tổ trong khoảng 18 tháng thì vẫn ok. Và ở các tỉnh miền Tây thì nếu mà làm khoảng tầm là 5-70 tổ hoặc là có 18 tháng thì chắc là không khó lắm. Nhưng đối với chúng tôi thì là một cái công ty chuyên đi sửa nhà Yến thì va chạm rất là nhiều các cái vùng khác nhau, nên là mỗi một cái vùng chúng tôi lại có cái cách xử lý khác nhau, kể cả về âm, đặc biệt là cái định vị vùng âm. Định vị âm rất là khó nha. Thực sự quý vị là nếu để định vị một cái nhà Yến mà nó có chim, cái vùng chim nó ăn và vùng chim di thực hay là vùng chim tại chỗ, thì mỗi một cái vùng lại phải dùng một cái âm khác nhau, không giống nhau. Nên là đáp số chung của tôi là không có một cái âm nào tốt và cũng không có một âm nào dở. Mà quan trọng chúng ta định vị được cái vùng âm để dùng cho cái dòng âm cho nó chính xác thì nó nhanh chim hơn. Và đối với nhà Yến này, tôi đang quay tầng trệt thôi, vì tầng trên đã rút thang ra này, để tránh tình trạng ấy. Thì tôi quay tầng trệt đối với nhà Yến ở Bình Phước, mà cái nhà này chỉ có cao 2m8 thì chúng tôi sử dụng rất là nhiều các lỗ khí, quý vị đã xem đây. Đấy, đấy. Và các cả cái hệ thống gà là chúng tôi không dùng, đối với nhà thấp này là tuyệt đối, mà kể cả cách chúng tôi làm cũng không dùng. Và hệ thống loa chúng tôi đã đi làm lại tất cả cái hệ thống loa. Đấy. Hệ thống loa là do cái nhà này đóng gỗ hơi dày, hơi dày một tí, nhưng mà vì cái nhà thấp nên chúng tôi sẽ phải thiết kế loa. Và cái loa như thế này thì đóng một cái loa như thế này thì chỉnh âm là một nghệ thuật, nhé, không phải trò chơi, nên là rất khó. Tí tôi chỉnh âm du âm dẫn cho quý vị nghe. Và ngày mai là chúng tôi sẽ phải biết những cái lỗ khí như thế này. Cái nhà này rất nguy hiểm. Đối với con lỗ khí ở đây đi vào, nó vào ở đây. Đấy, chỗ này toàn bộ là nó hút khí từ trong nhà Yến đi ra. Vì cái nam gió là ở bên dưới này, nam gió ở dưới này. Và cái lỗ khí thì ở đây thì chắc chắn khí không bao giờ từ ngoài đi vào, mà nó sẽ đi từ trong đi ra, đi từ trong đây đi ra này. Nên cái nhà Yến này nó mất nhiệt hoàn toàn và mất khí hoàn toàn. Trong chúng tôi gọi là thuật ngữ là tụt khí. Tụt khí tức là mất ẩm, mất khí, mất nhiệt trong nhà Yến. Đấy. Mất khí, mất nhiệt, mất ẩm trong nhà Yến. Đấy là tôi giải thích. Và trong đây tôi sẽ quay những cái lỗ khí này. Còn nó dẫn, nó du thì không có vấn đề gì cả. Và chỉ như thế này thôi, không có cái gì đặc biệt cả. Ở đây, tôi quay tổ này, chả có tổ gì cả đâu này. Quay này, không có này. Đây. Tầng trên cũng vậy thôi, không có cái gì hết. Tầng trên không có tổ luôn. Tổng nhà này được 30 tổ.
Đây, vào đây tôi quay cái này. Cái này có một cái loạt dẫn ở đây. Thì ra ngoài hay. Tôi quay ông vào ông pin của tôi bây giờ. Và chỗ này tôi có cái hệ thống đường loạt dẫn đây. Loạt dẫn và cái điều khí ở đây thôi, không có gì cả, cực kỳ đơn giản, không có gì. Mai gom lại cái dây kia nó gọn gàng tí. Đặt nó dẫn, nó ru. Từ từ để nghe âm, trời ơi đi ra ngoài đi, cho tôi nghe âm được cho nó chuẩn. Để tôi nghe âm. Rồi, chỉnh âm này hay chỉnh âm từ nhà trong trong nhà chứ không phải chỉnh âm ngoài sân. Quạt kêu quá. Rồi, được rồi, đóng cửa đi. Đấy, giờ tha đóng, đóng muốn đóng bao nhiêu đóng. Vừa chuyển xong rồi thì đóng. Bây giờ bắt đầu quay ngoài này. Đây là cái cấu trúc cái lỗ mấy bên trong. Lỗ bên trong nó cao tầm tầng này. Mà cái lỗ làm gió thấp ở tầng này. Nên là cái khí ở trong nó sẽ tuôn lên bên ngoài. Và làm cho tụt khí, mất nhiệt. Tôi khí mất nhiệt trong nghiến, mà tôi quay cho quý vị xem này. Đây, tôi quay quay quý vị xem. Và tôi quay cho quý vị xem về chim bên đây. Tí tôi quay kia cái lỗ chim bên kia. Đây, quý vị thấy. Ở nhà này thì tôi đã cắt toàn bộ hệ thống loa lóc, loa phóng và tất cả các loại loa tôi đã cắt rồi. Và quý vị chờ lát một lát nữa nó sẽ đến, tôi sẽ tạo cho một cái cơn lốc của dầu cam ở cái nhà nghiến này. Còn đồ trong phòng à? Cái điện thoại với cháu. Điện thoại máy tính ăn trong đấy, trời làm gì mà gấp thế nhỉ? À, đây là cơ bản là tôi đã hướng dẫn cho quý vị sửa cái nhà yến tại thị xã Bình Long của tỉnh Bình Phước. Và tôi sẽ quay bên kia xem có cái lỗ chim bên kia, tôi sẽ quay cho quý vị xem. Cơ bản là chơi rất là rộng. À, nó sẽ bay theo đúng cái vòng tròn này. Quay ra ngoài này thì nó rộng hơn. Nhưng tổng thể ta quay đây thì nó tổng thể hơn. Còn bên kia nó có cái lỗ chim bên kia. Ta quay cái này cho quý vị xem. Rồi, đó tắm đi. Nhiều chứ. Đây, bày sát này.
Góc quay bên kia tí tôi sẽ sang góc quay bên kia quay cái video để bên lỗ chim bên kia, còn lỗ chim bên này nó không, lỗ chim bên này nó được quay mấy bên này thôi. Đứng bên đây là quý vị sẽ hoàn toàn không nghe thấy âm của tôi, vì cái âm của tôi, cái lỗ chim nó ở mé bên kia không ở mé bên này. Ở bên kia là cái vườn nhà hàng xóm này, tôi không thể đứng góc bên kia để quay được. Đấy, quý vị thấy nó tự kêu chưa? Cái chiến thuật trong dụ yến thì cũng thổ lộ bí kíp cho quý vị thôi, nhưng là nó chẳng nói thật ra bộ bí kíp, thì là bí kíp chẳng có bí kíp gì cả. Đơn giản là chúng tôi sẽ phát ra một tín hiệu tốt, dùng loa để chúng tôi phát hiện một tín hiệu tốt, và sau khi con chim nó nhận được một tín hiệu tốt thì tự chúng nó ra tín hiệu tốt với nhau và chúng nó đến. Và bản thân tôi thì tôi không có thể là không thể gọi nó được đâu. Tôi phải dùng đúng con chim đó ra một tín hiệu tốt để dụ con chim tới. Và khi nó tập hợp được nó đủ và nó đủ hội tụ nhiều các yếu tố khác nhau, ví dụ như là sáng, khí, nhiệt, ấm ẩm và cái kỹ thuật nó ổn thì nó sẽ ở thôi. Nó rất công bằng, cũng chia sẻ quý vị như vậy thôi. Cái nhà này nó sai tè le thế này thì có làm 100 năm sau nó không có yến nha. Đừng có nói là 565, nó đơn giản quý vị như vậy thôi. Ngày xưa thì người ta đưa là âm ẩm sáng khí nhiệt, còn chúng tôi bây giờ chúng tôi nghiên cứu tôi làm ngược lại là sáng khí nhiệt âm ẩm, tất cả các yếu tố kỹ thuật được sắp xếp thứ tự theo một cái vòng tuần hoàn của nó đúng nha. Còn nếu mà sai một trong năm yếu tố thì vứt đi. Ẩm ở đây là chúng tôi dùng ẩm tự nhiên, khí tự nhiên, âm cũng tự nhiên, sáng tự nhiên, mọi thứ đều tự nhiên, không can thiệp một cách thô bạo kỹ thuật vào nhà yến. Đấy, quý vị thấy này, đây nó cực kỳ nhiều, mỗi một nút thì lại đến nhiều hơn, mỗi nút thì đến nhiều hơn nhé. Một lát nữa tôi sẽ quay cho quý vị xem là cái lỗ chim bên kia. Khi tôi kết thúc video này tôi sẽ quay cho một cái video kế tiếp vào buổi tối chút xíu nữa. Tôi cho quý vị thấy chim nó vào như thế nào. Và một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị, hẹn quý vị một cái video kế tiếp khi tôi sang góc máy bên kia tôi quay, nó sẽ tốt đẹp hơn và quý vị xem sẽ giải trí tốt hơn. Mọi chi tiết quý vị có thể liên hệ với chúng tôi cho số điện thoại 0987 06198 để chúng tôi có thể có cơ hội để trợ giúp quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.